Cây mai của mình, cây mai này ra bông trước Tết à. Quá trời ra bông luôn. Thấy Tết nữa rồi. Vô tháng này là thấy Tết tới nữa rồi mẹ. Cây mai này bự lắm luôn. Cao. Mà cây này bông không đẹp nha. Dạ. Nó cao dữ lắm luôn, cây này cao cỡ 3 mét à. Hơn. Ê, cây này cao cỡ 4 thước á chứ. Út trên kia. Quá trời luôn. Đợt này ổi của ai cũng đậu trái nhiều chứ mẹ. Ừ, đậu quá trời đậu chứ mẹ. Đậu trái dữ lắm luôn cô chú anh chị. Ổi này là ổi Tết à. Tốt chưa? Thơm mật của chế hai mua nè. Không biết trồng ra thơm mật hay là ra khóm nữa nè. Về đâu thành mà không biết là có đúng chất lượng cây để trồng ở nhà. Rồi rồi chứ mua ở đâu? Mua ở ngoài đâu, vùng ngoài gì đó. Cây khóm á, cái cây nó khác Thành ơi. Dạ. Cây khóm là này nè, nó tua này nè, nó dai. Bé Thư kìa. Đi bẻ lá cách sao em? Em bẻ được 1 xíu nè. 1 xíu hả? Đủ ăn chưa? 1 xíu hả? Nhiều ăn, đủ ăn không? Dạ, cũng đủ ăn. Chào cả nhà. Dạ, con chào cả nhà. Xin chào cô chú anh chị, các bạn xem kênh Cô Lo Nhãn luôn nha. Hôm nay thì hôm nay cũng chiều rồi cô chú anh chị. Mấy chị em với mẹ đi nhổ khơi môn. Em qua nhổ tiếp mẹ kìa. Nắm hai người ngồi. Ủa gì nhỉ? Đừng có cầm ở dưới nha em. Dạ. Môn đó cỡ 300 gram mới là đương nhất chứ sao. Dạ. Cái này cỡ môn nhất thôi hả mẹ? Ừ. Cái đó mà. Mình nhổ. Ôi cái nắp phích nước kìa. Lắc về cái mình bỏ cái củ lại. Vậy là tại gió là nó bay xuống. Củ nhỏ nó không có lên ha, cái củ giáo nó còn ở dưới. Mình chậm dưới mấy mương thì cái củ nó nặng. Dạ. Nó không bị khô củ hay mẹ. Ôi cái đám này nhổ mà ăn cỡ mấy ngày mới hết luôn. Cái đám rau này của mình bị cái này mấy con vịt nó đè dưới là lớn hơn nổi. Mình nhổ mình bán được không không? Dạ. Để xíu Hành qua bên kia Hành quay cái chỗ vịt đẻ cho cô chú chị xem. À. Có đẻ không? Có mẹ. Ổ sao bị trứng rồi. Thôi. Nó hồi con qua ăn quay mẹ nha. Nghe giấc sáng nào nó dạ. Cũng kêu cạp gượng con á thì kiếm con kia. Ừ, sâu bữa nó lụm được nè. Vậy là mấy anh chó này không hay nè. Không hay. Để hồi con. Ủa trời ơi, thấy rồi nha. Ui. Không mà nhổ vậy là nó dạt. Hả? Bất thường quá nữa. Gãy đít rồi, nhổ gãy đít rồi. Môn này là nó có lợi những cái mình trồng một năm mình ăn biết mấy năm luôn á. Nó còn cái củ dưới là nó hoài hay nè. Ừ. Đừng cái mẹ tới cũng nhóc. Được rồi thì bữa nay thi rồi chú anh chị. Không có đi học. Làm gì rồi? Ở bên đó ăn gì vậy? À, ăn gì ngon quá vậy ta? Qua đây. Ở đây cho ăn ké với coi. Đặt cái cọng đi coi. Dạ đây. Tay mới được cô búp gửi cho thùng quà nhưng mà toàn là đặc sản của Dâu Tây không à. Bánh kẹo Dâu Tây ăn tới đây tới Tết luôn. Bánh này. Bánh này kêu bằng bánh sô cô la không? Ủa bánh nho, ủa. Việt quất à. Trái này trái Việt quất hả nè. Sô cô la nè, có chữ sô cô la nè. Nào. Rồi coi. Rồi ăn người ta chân dính cái đó hả? Thì có mời mọi người ăn không? Cô chú anh chị. Nhìn thấy ngon lắm luôn mà Hành chưa thử nữa. Úc chưa ăn mà. Úc chưa ăn thử. À. Con cảm ơn cô. Mộng bà cô chú ăn. Ăn cái gì? Cái này không biết. Ăn cái bịch bánh này nè cô chú anh chị. Không biết kêu sao. Có chữ chocola nè, cô chocolate nè, là sô cô la vậy đó. Úc biết đọc không? Đúc mẹ viên đi, đúc ngưỡng viên đi. Mọi người nhổ mồm. Ơ ừ, cái đó con ăn gọi gì rồi? Con mở vô miệng. Chưa. Trời ơi, móng lưỡng vậy. Vậy có đúng không? Dạ.
ăn thử thì thật sự là trước giờ mình cũng nó cũng bóng mà vậy sao uống nước cho mẹ là ăn thử hộp nè tỏ tay mẹ ăn kìa chế hai kìa đút đi à. Sô cô la vô tay xiết đi dài đặng tới lượt út nữa cho mà cho nè. Mà cho mà có bộ lấy hà lông lấy hà lông quá vậy ta hình cũng mời cô chú anh chị luôn tại vì mình cũng mới ăn cái bánh này lần đầu mình cũng không biết kêu bằng cái gì nữa. Sô cô la làm nhiều lỗi quá con. Con cũng gửi lại cảm ơn cô rất là nhiều luôn. Mà cái nhân ở trong ngon quá. Nhân kiểu sô cô la mà nhân của Việt Quốc vậy chứ. Ừ, ngon thiệt. Được quá. Em cũng hòa phải xin nữa. Thay mặt gia đình Cù Lao Nhãn cảm ơn chị nhiều lắm nha chị. Giờ mình tin hữu mình vô. Đây, vô hòa cho với hai mấy nữa. Mà nhổ tháng này cái râu nó kìa nè, giòn khấu vậy. Gì vậy? Con gắn gì cá ăn gì tượng gì của bé Su nuôi nè. Ở trong cục gạch nè, ngủ à. Là bé Su nuôi trong đây đó hả? Nuôi. Thấy lên là thầm gắn trước. Lên chỗ nào mày lên thấy thầm gắn trước. Cho cá ăn suốt luôn. Thấy con cá của anh Su không tay? Ê con gắn. Lọc chai dừa. Dạ, nó chốt tao không vậy? Cái gì cá gì tượng vậy đó mẹ. Bữa hình như Su nó ghi cá gì á. Như ghi cá gì đó. Bây giờ là anh chặt dừa khô ha. Gọt dừa khô. Này làm chiên chả tép cô chú anh chị. Lâu rồi mình không có chiên chả tép. Chiên chả tép lại. Hồi nãy gặp chú Tư đạp xe mà quên rủ chú Tư ra. Dạ. Chế gọt môn á chứ. Chế gọt môn, đang hồi mình lên bào luôn đi. Cô thì lặt tép. Tép trong này thì có một số tép bạc non, rồi một số tép bằng. Tép này tép bầu vậy đó trong. Tép thạch cẩm. Tép này tép thạch cẩm. Mình chiên chả. Chiên chả mà chiên có nước cốt dừa mới ngon đấy nè. Đúng rồi. Này đi. Tin thử hả? Chắc nghi chắc không ngày đẳng quá à. Ngay mà. Ngay hả? Yeah. Lấy nước lại mẹ. Thẳng không út? Hôm tay hỏi anh thẳng không nhỉ? Uống hôm tay nước miệng vô nè. Sao nó không vô? Đó, thẳng rồi đó. Để miếng. Rồi. Rồi. Mẹ ơi sao vậy? Đâu có gớt mưa vậy nè. Tại tại trái dừa này hư rồi, không phải ta có đâu. Tại anh á. Chết tôi rồi. Tại ơi, cái gáo ra đằng gáo rồi kìa ta. Này ngay dữ luôn á. Đập này là mứt dừa chứ làm chứ nạo dừa vậy. Này gớt chứ như là mới dự nữa. Rồi. Dạ, dạ. Rồi, nè con nước. Mà dừa nó dày á anh. Ngon quá. Gáp lại nè bình thường nè đâu có gì đâu rồi sao anh não thì để vô hoàng não là não à đó giờ con mới bị lần này lần đầu tiên luôn á để lâu quá út ơi hả hết đứa à gì dạ cái này là khỏi cãi luôn. Sức ra luôn. Bữa hổm gì bảy nói cái môn đó người ta nấu canh, người ta nấu luôn cái lá đó. Ấy lộn khiếp cậu. Khiếp cậu thì chứ có nghe rồi còn nghe chứ chưa nghe. Trên đám dỗ bảy nói người ta nhổ môn người ta bán là người ta cắt luôn cái cọng á. Anh nào vừa làm sao vậy? Anh hả? Anh nào vừa? Ôi ơi, nó nứt hết trơn. Con xào mở thấy không được, nó bỏ đi anh này. Bỏ này, nguy hiểm quá. Vô tay. Còn cái này. Bữa nào mình nhỏ nó cộng hơn đó, mình xào mở nha. Xào dầu. Thành rồi chưa, cho bỏ tỏi nhiều nhiều vô. Mẹ, mẹ đợi con nhất có nạo dừa, mẹ làm nước mắm nha. Dạ. Đây, cái này khoai chiên ra nước mắm gì anh mới ngon. Con có mua của cây đỏ rồi mẹ. Hồi bào vô nước mắm ăn mới ngon.
ăn như nước mắm bánh xèo vậy. Bữa nay mình không có ăn cơm với chú chị, mình làm chả. Chị chả phải mua. Thoáng cái là qua hết năm rồi. Mau. Mỗi mùa xuân sang là mẹ tôi già đi một tuổi. Mình lớn thì cha mẹ mình già đi. Như đây thì phái lắm, như đây Tết thì dày. Hồi nhỏ nhỏ mình cũng vậy vậy. Tại vì mình suy nghĩ không hiểu, không suy nghĩ nhiều đâu. Tết là ai lo lo chứ mình đâu có lo đâu. Mình được lì xì, được đi tới nhà ông bà cô chú cái được lì xì, có bao đỏ mừng ha. Nhưng mà lâu rồi không có trông Tết nữa, giờ sợ Tết. Cái đó mà mẹ mà được lì xì được cái gì? 5 đồng, thậm chí 5 đồng của mình đỏ đỏ đó thành. Dạ. Là 500 đồng hả mẹ? 500 đồng đó, 500 đồng. Trời ơi, mừng 50 vậy. 50 xu gì đó. 500 đồng là hồi xưa là con đi học là mua được bịch sư ghi rồi đó. Mà tiền mới giờ nhất là được cái lọc tiền mới á. Dạ. Lắm. Lúc đó còn mấy cái bạc cắt đó chứ. Không, hồi đó là hồi cô làm bạc cắt nhưng mà lì xì á, lì xì cái tấm giấy á. 5 đồng, 200. Con nhớ là hồi cái lúc con là con biết là 200 đồng với lại 500. Ừ, mà nó đỡ đỡ đó. Biết lý do tại sao chị hai mang bao tay không? Là lý do đó đó, không đụng được đó. Đúng giờ thành. Đụng vô họ là phải đứng gần bếp lửa đó. Dưới đó nó mà xanh. Cho tay quẩy này cho mẹ đi. Mẹ, mẹ cho con miếng nước nè. Miếng nước dừa nè. Uống đi. Uống được không? Được. Ngon rồi, ông cậu sớm. Chưa. Nè. Ông cậu. Ông cậu. Sáng giờ làm gì ông cậu? Con quẩy thôi. Quẩy nè. Quẩy nè. Im không cho mình khỏe không? Quẩy con. Dạ. Tại vô á cậu, vô quá chất thì nó trong hành. Thời gian này nó hành dữ lắm. Thôi vô nằm võng đi. Sáng giờ ăn gì chưa cậu? Sáng cơm ăn cơm gì vậy? Cá kho hả? Trời, vậy có canh không? Trời ơi, ăn với nước trà trà đường đi. Để không coi buồn dừa còn được cho vài trái. Dừa của cậu trái uống ngọt lắm đấy cậu. Dừa của đổ ra nè. Của ông cậu là dừa sim luôn đó. Dừa sim bả dừa uống nước à. Dạ. Đổ được tô. Đưa coi coi. Hết luôn hả? Giờ tay bữa nay lên pha hỗ trợ bếp trưởng. Đổ xuống không được. Đổ đại biết liều lượng nhiêu không mà đổ đi chạy. Có hỏi mẹ rồi. Mẹ bữa nay vô tay quậy nước mắm cho mẹ xong rồi vô tay nhận ra được một điều là vô tay làm bài thi sai rồi. Dạ hả? Chờ đã coi. Trời hỏi con chứ hai theo chứ hai là dạ. Đường hay là cát sẽ tan trong nước. Làm như ngồi quậy rồi làm như nhận ra được điều gì đó sai sai. Nè đây con bịch thế nè con, đổ luôn đi. Cuối cùng là tay chọn cát hả thầy? Ừ. Là sai rồi. Sai rồi, quá sai rồi. Bất lực. Bất lực. Đây thì làm vậy đó. Nó dành nó làm á. Được không? Thôi đưa lại mẹ làm cho mau coi. Cái này khóa chứ làm gì? Khóa vô đây. Không biết. Quẩy đi. Hôm nay thứ tư. Rồi quẩy đi mẹ ơi, mẹ cho tép vô luôn. Cái rau thơm, rau của mình hôm bữa mấy nay mình đi đám á Thành. Cái về bị mấy con gà nó vô nó lấn chiếm nè. Cái bầy gà mới xuống ổ vô nó quậy bên đó quá trời. Khóa quá trời khóa. Rau gấp cá, vườn rau mình là rau sạch luôn của chính vậy. Mình không có rải phân hoặc là tưới nước. Ê, không rải phân với xịt thuốc. Không mà nước á là cũng mấy hôm nay là cũng ít tưới luôn. Tại vì nước nó dần vô nó lên tới đây luôn nữa Thành. Dưới đây ngập có nước thì tốt cho nó không khô quá trời khô quá trời. Cái bụi mía này là cái bụi mía hôm rồi mình đi mùng 5 tháng 5 nè cô chú anh chị. Bụi mía này là mía bắc phải không chị? Mía bắc đó, mía bắc. Nó đen thui luôn hả ông Thành? Đen thui à? Có giống rồi đó, nhưng mà mẹ nói trồng ở đây không được, mình phải đem đi chỗ khác mình trồng. Sao vậy chứ? Mẹ nói trồng ở đây nó kiểu nó chật hẹp quá đó. Dạ. Bây giờ nó đi chỗ khác. Mình ăn rồi mình lấy mấy cái hôm này nè, mình đem đi trồng. Dạ. Xung quanh trò mình thì bông nó nở. Nở như là đón Tết. Ốc hành chịch qua chịch lại là chạy đi giật dừa nữa rồi. Được rồi. Được rồi.
cao quá. Cái gì dạ. Dừa chứ anh Thành lẹ lắm chứ. Đúng rồi, chịch qua chịch lại là chạy đi được dừa hả? Mà cái dừa mình cũng nhanh cao quá trời luôn á. Mới đây mà cao quá chừng cao rồi. Này trồng mau cao quá. Dạ. Hồi đó tới hai cây hai bên, nhưng mà cây kia nó bị hư rồi. Dừa mà này thấy vậy chứ năm nữa có lương mèo. Dạ. Hồi đó trồng nó cỡ 18 tháng hoặc 2 năm mà có trái. Dừa dứa của mình nè cô chú anh chị. Giống như giờ thì nó cũng lớn lớn rồi. Nãy giờ mẹ bắt dầu cũng sôi. Thả vô mình chiên. Thao này nhiều lắm hả cho? Dạ, chiên nhiều. Mình chiên mấy lần luôn mới hết rồi nè. Chiên có 3 cái là hết cái chảo rồi đó nè. Chiên này từ từ, lửa từ từ mới ngon con. Dạ, ghiêu ghiêu cái nó giòn từ trong ra ngoài luôn nè. Bữa nay mẹ đó. Chiên rồi nè con. Cái này chiên ăn liền nó mới ngon. Mà mình chiên ra là nước mắm mình cũng có sẵn hết. Mẹ làm nước mắm sẵn rồi. Cũng có sẵn luôn. Yêu cầu bánh chả mình chín cho là nhập tiệc thôi. Dạ. Mình có rau nhà thấy vậy chứ tiện lắm chứ. Dạ đúng rồi. Hô mình muốn ăn cái gì chứ mình ra mình cắt. Ngon quá mẹ. Ê. Có số đồ. Vậy với chiên miếng nhỏ nhỏ mỏng mỏng mà ăn nó giòn ngon. Nó giòn. Miếng bự là ăn một miếng là no luôn. Mẹ chiên được con dĩa rồi đó. Bây giờ cũng lâu rồi. Sao mà thấy mấy cái món chiên chiên chả tép chả đầu này kia là thấy nhớ chứ từ gùi. Giấc trưa này là dạ. Chiên da, chiên này gói rau ăn ngon lắm con. Dạ. Miếng nhỏ nhỏ, giống bánh còng quá. Bánh còng hả? Giống con còng quá. Nhưng mà nhỏ nhỏ vậy ngon hay mẹ giòn đều. Mẹ chiên bự cái Út Thành kêu mẹ ơi chiên nhỏ nhỏ thôi. Cái xu Thành nhỏ về hôm qua. Tại vì cách này anh Nghĩa đi làm á. Dạ. Rồi cho bé Xu nó ở nhà. Dạ. Ở nhà tối ngủ nhà. Nó ngủ nhà với mẹ nó. Chứ hôm nay thì đi lên đi xuống cũng hơi xa cô chú anh chị. Nó đi đồng á thì nó mới. Dạ. Nó đi đồng thì nó mới vô nhiều. Dạ. Không giờ đi lên đi xuống hay là cái đường đi cũng xa lắm. Xa quá. Lúc trước nha, lúc trước mình đi mỗi ngày á mẹ. Ừ. Tôi dưới còn muốn sợ luôn. Trời ơi, giờ mẹ sợ không chứ. Cái bữa đó chế với mẹ đi đâu về á. Đi ngang cái đoạn bữa đó mình đi Sóc Trăng con. Dạ. Đi ngang cái đoạn đường mà mình đi đồng về hoài đó thôi. Nhớ có bữa mình hồi trước mình đi thường á, đi có khi về tới nhà là 12 giờ đêm. Tự nhiên cái bữa đó mình đi ngang cái đoạn đường lại tự nhiên hai mẹ con nói với nhau sao tự nhiên vừa thấy sợ. Thấy ngán thiệt luôn. Thấy ốc muốn nổi vậy. Cái đợt mà mắc mưa đó con. Đúng rồi. Con sợ. Sợ thế giờ. Cô sợ á, với cô sợ là cô sợ cô bể là từ ngày mà cô té đó. Dạ. Là cô bể luôn. Bữa đó đâu mà cô té liên miên luôn. Té liên miên 2-3 ngày kiền rồi cô sợ luôn, dạ. Sợ thiệt luôn. Đây nè, hết sợ đi nữa. Tay thưởng thức trước rồi đó. Tay hết sợ là cắt đồng ở dưới cũng cắt rồi nữa nè. Tay thử thì thấy sao rồi. Nghe ăn rượu rượu luôn rồi. Hả? Ngon không? Giòn ngon. Quá yêu. Ăn bánh còng đó vô tay thôi. Con cục nữa đi. Bánh còng. Nhìn nó bò giống còng thiệt thế nè. Mà chiên này ra nóng gì ăn mới ngon con ơi. Giòn. Giòn khấu. Khoai môn nó thơm đó con. Ừ. Tép rớt ra mà giòn dữ. Giờ mình hâm dây bầu mình xong rồi mình hành qua bên kia hành phe cái ổ dịch cô chú anh chị. Ổ chiên dịch. Ba trái không? Qua đâu mất tiêu rồi. Nạp cái gì? Ồ đây nè. Nhưng mà trái bầu này có thể già rồi đó. Chứ có ăn bình thường. Ăn bình thường à? Cứng rồi. Được, con ăn được. Thôi ấy gì vậy mình cắt bỏ tủ đi. Để nó già uổng á. Được ba trái rồi chú anh chị. Cái này là ngon nhất nè. Mà nó leo lên dây mớp luôn. Leo lên cây cây. Ê, nó leo. Leo lên cây ổi. Leo lên cây ổi. Trái nhiều lắm mà nó bị hư nhiều hả? Nó không đậu. Trái đó nó bị úng vàng nó chết. Trái đó nó không chịu đậu rồi. Để qua đây em phê ổ dịch mình. Không mà nhà nó đậu ba trái đó phải nó đậu hết vàng này luôn, chắc tội nghiệp cây ổi chứ lắm luôn. Leo. Đây, đi bước qua đây nè. Con vịt mình đã trứng bự lắm luôn cô chú anh chị. Đây
Rồi xong. Chó ăn hết hay gì vậy? Trời đất ơi. Rồi. Ăn hết trơn rồi. Mới ăn luôn còn kiến bu luôn. Rồi. Rồi. Cái nó ăn hết trơn rồi. Tính để chiều nay làm được bữa nữa. Nó mới ăn luôn, trứng còn đốt nhẹp. Bởi xong vậy, rồi. Từ ngày mấy con vịt mình đẻ tới giờ là con chó của mình nó lớn phì phì luôn. Nó mập lù luôn. Ở bên đó còn ăn mấy trứng nữa hay gì kìa? Không, vậy là ổ vịt gần... mình bị chó ăn hết luôn rồi cô chú anh chị. Gần cái chục trứng nè. Mới vừa bước qua cầu thấy nó nằm lạng đã hết rồi, thấy biết có vấn đề. Biết vậy em hốt rồi. Thấy mà không hốt, ổn. Ổn à. Tính để cho nó đẻ. Sao nãy ốc mình chờ một trứng thôi, chờ một trứng dạ. Em thấy hôm qua giấc tối em đi vườn, em đi coi mai. Rồi. Ổn quá. Thất vọng rồi. Mình nhịn lắm vườn cho nó. Khi hôm giờ con nào con nấy nó mập lù. Nó bóng lưỡng luôn dạ. Bóng lưỡng. Cô Sáu mới vô tới cô chú anh chị. Bữa nay thì cũng có một cái niềm vui của chú anh chị. Hôm qua thì mình đi ở ngoài chùa thì nói chung là mình cũng có chia sẻ cái vấn đề ngoài chùa cũng như là kinh phí bị thiếu hụt khi xây dựng đó cô chú anh chị. Cô Sáu. Dạ. Cậu hai thẻ không cậu hai? Dạ cô Sáu cũng được, đỡ đỡ rồi sao? Sao? Làm cái món gì giống như chiên chả vậy? Chả tép cô Sáu. Dữ rồi, dồn cái dàn rau không có được luôn nha. Cậu mơ tám rồi. Mẹ con vô nhà kìa, bước ra tới giờ. Dạ. 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 Cũng được cô chú xem kênh, được cô Minh xem kênh thì cô cũng muốn ủng hộ cho ngoài chùa. Dạ. Này ngoài chùa mình có niềm vui rồi nghe sao? Vậy đó hả? Dạ. Có động lực rồi Sáu ơi. Ồ, nghe anh Châu điện là nói cô Sáu ơi vô đây có chút chuyện là biết rồi đó. Châu đó đâu có ngủ gì vậy đó. Là có tin vui tới. Lên đây ngồi nè cậu hai. Dạ. Ngay lên năm hai. Có tin vui. Thì cũng ngoài chùa thì cũng có cô Minh sao? Cô hả? Xem kênh thì thấy mình cũng chia sẻ. Thì ở ngoài cũng còn khó khăn hay sao? À. Cô cũng có gửi số tiền là 2 triệu để ủng hộ cho ngoài chùa. Cô cũng nói là như là của ít lòng nhiều. Thì nói chung bao nhiêu mình cũng cảm ơn chứ. Đúng một, rồi. 1.000 hoặc là một bao xi măng gì mình cũng cảm ơn chứ, cũng nhận hết. Của ít lòng nhiều mà có cô bác ủng hộ vậy là cái công trình mình nó mới mau hoàn thành được á. Chứ dạ. Đâu phải nói một số một chiều mà đúng ngồi đồ mơ tám. Dạ. Một người thì căng tay ra cũng làm cũng nổi. Mà nhờ cái số lượng nhiều người góp lại. Dạ. Vô đây ngồi nè, vô tay. Vô ngồi kìa. Vô tay lấy nho khô cho ông cậu hả? Cái gì mà thấy à, cái chỗ khám chữa bệnh á. Tại vì mình làm bằng kẽm với sà gồ tôn nè. Nắng quá trời luôn. Như mấy bữa nay á. Mấy bữa nay cũng đỡ đỡ chứ qua cái tháng mà mùa hè đấy ha. Không dữ trời luôn. Y sĩ mà đứng chăm cứu mà mình thấy mình thương ghê luôn, mồ hôi mồ kê nhảy nhảy mà 4-5 tiếng đồng hồ chứ đâu phải mà mau. Còn tôi vô đó tôi thử có nửa tiếng thôi tôi dội ra, tôi nói thôi tôi đi ra ngoài tôi chặt thuốc tính ra còn khỏe hơn nữa. Trong đó đông người mà hầm quá sao rồi chịu không nổi. Cái không gian nó quá chật chội luôn. Đúng rồi, nó chật với lại phần dạ. Nó là cũng thấp nữa. Nên là tại vì tụi con cũng có ra ngoài tới luôn thì cũng biết. Trời không phải nói chứ nếu mà cái ngày mà hoàn thành rồi mà dọn qua bên kia mà rồi là chắc tôi mừng lắm, tôi nói thiệt luôn. Cứ hồi cái chạy qua dòm dòm coi ấy mà điều làm gì làm chắc cũng phải qua Tết mới đưa vô hoạt động được. Tại vì trong Tết này mình còn có chuyện nhiều lắm. Không có thời gian hết. Ăn thường lễ thường niên hàng năm nè. Là ngày 19 tháng Chạp đó rồi xây qua ngày 23 tháng Chạp thì lễ của y sĩ là mình có chút quà đó mình gửi cho y sĩ về quê ăn Tết đó. Mà thành thử là mình cũng phải làm cái lễ đặng đưa y sĩ. Tuy rằng ta lợi người ta giúp mình là gì nhưng cũng phải. Để lại ông kia đi. Ừ, rồi sao? Dạ. Rồi qua đây cũng cảm ơn nha. Dù chưa giúp mặt cô thiệt nhưng mà cô có tấm lòng mà giúp đỡ cho chùa dạ. Thịnh tự thì tôi tha đại diện rất là cảm ơn. Dù ít nhiều gì đi nữa này đây là cũng cái một động lực á. Chúc dạ. Cô nhiều sức khỏe với gia đình và dạ. Cô bác gần xa. Dù chưa ủng hộ rồi tôi cũng vẫn chúc sức khỏe luôn. Dạ. Dạ. Mà trước hết cũng cảm ơn gia đình cô Lâu Nhãn luôn thiệt á. Dạ, em dạ. Là 2 triệu. Rồi, tụi em thì làm việc em thì không có gì ngoài cái làm nhiều cầu nối hay mà. Làm nhiều cầu nối vậy là em mừng rồi chị. Dạ. 2 triệu này là hơn 20 bao xi măng. Dạ. Dạ. Cô cũng
vừa gửi về tới cho con xong là con là con báo với mẹ con là nhắn với cô đó. Dạ. Cho chị để đặng cho chị đỡ áp lực. Đỡ lắm, lắm nha. Được phần nào ít nào thì đỡ rồi. Dạ. Giống như cô mấy cô ngày qua nữa. Tôi đột ngột quá, tôi lên đây tôi thấy vậy mà tôi gửi nấu với cái chế muối này tôi gửi cho cô Sáu 100.000 được không? Trời ơi, giờ 50.000 hai người mà hùng lên bao xi măng là người 50, 200 cũng được nữa. Mấy cô đừng có ngại, bây giờ mà 5 người mà một bao xi măng cũng được nữa. Cái này là giống như mình tạo điều kiện, cái thứ nhất là cho cô bác người ta làm thứ thiện, cái thứ hai để đóng góp vô đây để mình làm công tác từ thiện, chứ không phải cái gì mà chê ít chê nhiều, mà đông tay, mà đông tay đóng góp lại. Dạ. Múc nước mắm ra mình chuẩn bị mình nhập tiệc ha mẹ. Nhập tiệc. Món này bánh xèo cũng ngon lắm nha. Khúc ở dưới này nè. Đẹp không? Chén rồi. Rồi đủ rồi nha. Cái gì hả? Cũng là mời cô chú anh chị cùng dùng. Còn ăn mấy cái gì giữa? Chung với gia đình làm đơn nha. Cho mời cô chú mẹ nha. Mời ba cô chú. Mời cả nhà ăn chả tép thôi. Ăn cậu, cậu ngồi qua anh kia lên đi cậu. Cậu không biết cái cục này cứng quá, không biết sao nữa đây. Dữ lắm cái về này. Hồi không có gặp chú Tư, rủ chú Tư qua ăn nè. Chú Tư cứng này chắc chú Tư cũng ăn không được đâu. Được, chú Tư ăn vậy được. Hả? Út tay. Ồ, coi nó giòn gụm gụm luôn. Cảm ơn nhau tay. Rau của mình ngon quá. Ăn món này chắc ra tay thôi, chứ khỏi đũa. Dạ, con liếm mày. Chê. Chê nha. Ngon quá. Chê khen không gì. Chê tay nguy hiểm quá. Món này ngon đó cậu. Sao cậu ăn không được cậu. Cắm bếp mồng này. Có sống có rau vậy chứ. Nếu mà có răng thì ăn rất là ngon. Có giòn giòn thì không có rau. Giờ tay phái rồi. Nhưng mà còn ông cậu thì con không biết. Trường hợp đặc biệt. Rất luôn. Dịu dịu quá. Giòn quá. Giòn quá ha. Ngon như nước mắm. Cái này quét ra cái nước mắm mà dính cái cả đỏ mẹ. Ừ. Mới ngon. Ngon nhờ cái với nước rồi. Ngon á. Giác chưa mãn rồi trúng sách rồi. Mà nước đâu mà. Này dưới xèo. Hôm nay mày nhận được cái tin từ cô mà gửi cho ở ngoài chùa được vậy. Mình thật sự mình rất là mừng luôn chứ chị. Hy vọng là sẽ được giúp cho chùa được mau hoàn thành hơn để muốn được bà con ở mẹ xa lại chữa bệnh được có điều kiện tốt hơn. Hả? Có được con gì ạ? Đây tới qua Tết là chắc cũng hoàn thành rồi, cũng mừng rồi. Múc cho con gì ạ? Đúng lắm hả? Được cái sự đâu có ăn từng ngày vậy, thật sự là bán đâu có ăn đâu. Rất là vui mừng. Dạ. Như không ăn thôi. Mình thì không có khả năng đâu chứ chị. Như cho cái gia đình thì không có khả năng. Nhưng mà nói về làm việc cậu nói để gắn kết giữa cô chú anh chị ở mọi nơi thì với lại chùa thì lúc nào gia đình mình cũng sẵn sàng hết. Cô chú anh chị đừng có ngại. Giống như với cô chú nói cũng nhiều khi cũng thấy gia đình mình cũng bận rộn, mình cũng sợ gia đình mình cũng phiền, nhưng mà thật sự không sao hết á. Gia đình mình lúc nào cũng sẵn sàng, mà ngược lại là rất là vui nữa. Giống như nhiều khi mình phát quà vậy đó, rồi mỗi người giống như chung tay làm vậy đó. Bản thân mình không có gì hết, mình chỉ ra công thôi, nhưng mà ai cũng phấn khởi cũng vui mừng hết á. Cho nên là cô chú anh chị cứ yên tâm, lúc nào gia đình cho cũng sẵn sàng đồng hành với cô chú anh chị hết á. Mình làm vậy cái mình tối mình ngủ ngon mà. Đúng rồi, mà mình vui nữa. Mỗi lần nào mà phát quà là lần đó mẹ thấy trong lòng háo hức vui. Thấy vui sợ luôn nhá. Con ăn nước lên nước xuống quà, mẹ để cũng như là không phải gia đình mà nhưng mà nước lên nước mẹ làm miếng nước ở xa cũng gửi về thì gia đình mình sẽ làm việc cầu nối. Ví dụ như là mình phát thì cô chú là chỉ hỏi mình là cái một phần quà là bao nhiêu tiền thôi, cô chú gửi về, nhưng mà mình cũng sẽ nói rõ là cái phần quà gồm có những gì. Đúng rồi. Bao nhiêu tiền mình nói chung mình nói rõ cho cô chú biết. Với lại nói chung là không có cố định của chú anh chị, giống như tùy vào cái khả năng của cô chú anh chị nữa. Giống như cô chú anh chị nhiều khi có lòng, nhưng mà mình không có đặt ra là cái món quà đó phải là 300 hay là 500, không có. Giống như tùy theo cô chú anh chị khả năng là bao nhiêu.
thì mình có nhiều thì mình cho nhiều, còn mình có ít thì mình cho ít, chứ mình không có cố định là phải là bao nhiêu hết á. Như 5 phần, 10 phần, 50 phần, 100 phần cũng được. Ví dụ như là một phần có gạo, có đường, bột ngọt, muối hoặc là thùng mì. Theo yêu cầu của cô chú anh chị là như cô chú anh chị nói là con ơi, giờ con chú muốn làm quà là chỉ 10 kg gạo với 1 kg đường hay là 1 bịch bột ngọt cũng được, mà một thùng mì nữa hay là gì đó, nhầm người theo cái túi tiền của mình, mỗi người khác nhau với cái ý thích người ta khác nhau, thành ra kêu gì thì mình làm y chang cái nấy vậy đó. Dạ. Với lại là khi mà mình phát quà mình sẽ gửi là mình sẽ nói rõ cái số tiền là bao nhiêu. Đúng rồi. Phần bao nhiêu, một phần bao nhiêu tiền. Dạ. Gồm có những gì và mình chỉ làm dịp cầu nối, nhưng mà mình đúng làm rồi. Cho nó rõ ràng mới được. Đúng rồi, con làm đó con phải làm rõ ràng để cô chú anh chị mới biết, tại vì nhiều khi cô chú anh chị ở xa rồi không biết cái vật giá ở đây như thế nào. Dạ. Mình phải nói cho rõ. Cục này mềm nặng, mềm nặng không? Chở đi nhỏ. Cục này mềm nặng không? Dạ. Cháu ăn được nó không con? Không ai được con. Vậy hả? Gối gao gối gao mà có cọng lá cách chưa khô nha, nha được mà chế.